Xin chào mọi người, tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một cái con laptop Dynabook. Này là G83 nha mọi người, cũng lâu lắm rồi, bữa nay mình lên lại cái dòng G83 này. Màu xanh đặc trưng của Dynabook, màu xanh này gọi là cái màu xanh người ta hay gọi là màu xanh navy đó mọi người, rất là sang trọng luôn. Càng ra ở ngoài sáng thì nó càng hơi xanh xanh, xanh đen chứ không phải là xanh lè, cho nên là nhìn nó cũng sang trọng lắm mọi người. Đây là cái mã mình đặt nó là A628, cái vỏ ở ngoài là khá là đẹp. Tuy nhiên nó phải có những cái vết hơi mòn nhẹ hoặc là mòn nhẹ thôi mọi người, xước thì mình cũng không thấy xước nữa, đã qua sử dụng. Nhưng mà cái máy này thì mình thấy là như vậy là khá là đẹp so với những cái dòng mà G83 nhẹ hèo luôn. Màn hình 13.3 inch nha mọi người, cái mẫu là full viền chín lạng. Và đặc biệt nữa, đây là cái bản mà pin của nó là trên 4 giờ. Rất là phù hợp cho vừa nhẹ mà vừa trâu nữa, để mang vác đi lại. Mà cái cấu hình rất là ok. Ngõ sạc, ngõ tai si, HDMI, thẻ nhớ, tai nghe. Rồi bên này là ngõ mạng LAN nữa mọi người, mặc dù mỏng nhưng có ngõ mạng LAN ha. USB đầy đủ hết, rất là nhẹ, có 9 lạng thôi. Ở bên trong mọi người, đây là màn hình 13.3 inch, webcam rồi đầy đủ hết. Và nó là màn hình HD, không phải full HD nha mọi người. Đó. Nhưng mà màu sắc cũng rất là tươi nè mọi người nè. Phím thì cũng có hơi bóng nhẹ nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Ngoài ra mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế là gần đúng khuôn của dòng này. Vậy là dòng này chuẩn nội địa Nhật cho nên nó không có bao giờ có bản quốc tế hết. Phím quốc tế là mình tặng kèm mọi người để mọi người dán ha. Gõ kiểu quốc tế ok, phím rất là mềm luôn. Cái này mà bấm mà ai mà khéo tay bấm nhẹ là không hề nghe tiếng động luôn mọi người. Rất là êm mềm. Vì mấy cái dòng này xuất xưởng rất là cao nha mọi người. Dòng Gen 8 là cái màu xanh đặc trưng của dòng Dynabook đó, cái màu xanh này ta hay gọi là xanh navy đó mọi người, cái kiểu kiểu như vậy, nó hơi xanh xanh, nó càng ra sáng nó càng xanh. Gì chứ mà pin trâu hơn 4 giờ là mình thấy rất là ok mọi người. Giờ cái cấu hình nha, Dynabook G83DP i5 Gen 8 mọi người, RAM 8 GB. Đặc biệt luôn, đặc biệt nha mọi người, dù mà nó mỏng nó nhẹ có 9 lạng thôi nhưng mà RAM này vẫn có thể nâng cấp được nữa mọi người, nâng cấp vô tư nha. Muốn nâng cấp lên tới 32 còn được nữa, cho nên là rất là ok luôn. Sau này mình muốn nâng cấp thì mình nâng cấp, còn giờ bản i5 Gen 8 RAM 8 là quá phù hợp cho văn phòng, kế toán rồi giáo viên tùm lum hết. Chung là ok nè, SSD 256 GB. Nhược điểm trên dòng này là cái màn nó có bị phản quang một tí đây mọi người. Đây mọi người ha, có phản quang trên nền trắng, nền khác là không có thấy đâu. Đây nè, đó, nền khác là không có thấy. Phản quang này thì nó cũng bình thường, đặc biệt là trên những dòng nội địa, tại vì á là nó như mỏng, nó nhẹ mọi người, nó rất là mỏng luôn, nó mỏng dánh, không có chín lạng, mọi người thấy nó mỏng lắm. Cho nên là cái khi mà tì đè thì cái tấm phản quang ở phía trước nó hằn ra phía sau, cho nên là nó hơi trắng trên nền trắng. Còn đây là ở phía bên ngoài nè, đường ngoài thì nó có hơi cái này là trên cái tấm lụa của cái màn hình thôi ha, nó hơi trầy một tí ở trên, không hề ảnh hưởng gì bên trong, nó không phải từ bên trong mà là ở bên tấm lụa bên ngoài, nó giống như vết ngoài da đó, dạng vậy thôi mọi người, không ảnh hưởng gì hết, chỉ có là phản quang thôi, tí chỗ đó thôi, còn lại là ok. Được cái là pin trâu mà giá lại rẻ, máy lại đẹp nữa. Máy kèm sạc zin mình báo giá mọi người cực kỳ tốt, có 3 triệu 9 cho con máy này thôi. Có đúng một con thôi mọi người, ai chốt có thể inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. Luôn luôn bao zin nên mọi người yên tâm. Về sau là mình bán như vậy mọi người, cho nên mọi người yên tâm. Hàng của nhà mình là bao zin 100%, không hề sửa chữa gì hết á. Nhập cái gì cũng được mà mọi người, cho nên chắc chắn là phải ưu tiên nhập hàng zin nguyên nguyên bản rồi. 3 triệu 9 thôi ha, ai chốt có thể inbox mình. Cảm ơn mọi người nhiều nha.